Hello tất cả anh em, chúng ta quay lại với phiên bản Shinra Origi Mobile. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video này để hướng dẫn cho anh em ở cái giai đoạn 2. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn để anh em up đồ và nâng cấp những cái đá khảm và bét. Thì để nâng cấp được như thế nào thì anh em hãy cùng mình vào cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Thì trước khi vào chủ đề chính của video này, anh em đang xem clip này thì ấn cho tôi xin nút like và đăng ký kênh. Và tôi đã có tạo một cái group Zalo ở cái phiên bản game Shinra Origi Mobile này để anh em vào, anh em có thể trao đổi mua bán với nhau. Không biết là trao đổi cái gì thì anh em cứ vào đấy, anh em tự khắc anh em giao dịch với nhau nhá, cho nó dễ nhá. Thì cái giai đoạn 2 này đấy thì là cái giai đoạn anh em sẽ bắt đầu là lên đồ và anh em sẽ phải tích đá khảm và nâng cấp những cái bét và lasun. Thì để nâng cấp được như thế nào thì mình sẽ nói thật nhanh để cho anh em dễ hiểu nhất ở trong cái video ngày hôm nay. Thì đầu tiên về cái đá khảm thì anh em, để anh em nhận biết được cái trang bị đồ nào anh em đang sử dụng đá khảm nào, thì anh em ấn vào cái biểu tượng nhân vật. Thì cái nhân vật của anh em ở đây nó sẽ có cái degree này, tức là cái đồ D, đồ cấp của anh em ấy, đồ cấp độ. Thì cái degree của mình đây là được 6, thì đây là mình là đồ D6. Còn nếu mà anh em sử dụng cái cây vũ khí như thế này, degree 7, tức là đồ mình đang là đồ D7. Nó sẽ chia ra, ví dụ như là từ đồ D1 cho đến đồ D8, D9. D9 là cao nhất rồi. Hiện tại thì ở cái cấp độ 52 và cho đến trên 60 như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng đến đồ D7. Thì cái đá khảm D7 thì nhiều anh em nhặt được thì anh em không biết để ghép như thế nào và anh em sử dụng như thế nào. Đây ví dụ như những cái đá như thế này, cái đá xanh như thế này đúng không ạ, và những cái viên đá tím như thế này. Đấy, một số ông sử dụng cái đá xanh như thế này. Đấy, thì anh em ấn sử dụng. Thì những cái nguyên liệu này một số anh em là không biết kiếm ở đâu đúng không ạ, không biết kiếm nguyên liệu ở đâu. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em để anh em biết cách kiếm nguyên liệu như thế này. Thì anh em đi trên ấy, trong quá trình anh em đi trên quái, anh em sử dụng x10 thì xác suất nó sẽ ra đi trên quái cùng cái cấp độ của anh em. Ví dụ như là mình đang trên cái quái Never 57 như này thì nó sẽ ra được cái nguyên liệu của cái đá khảm D7. Đấy, tức là cái nguyên liệu khoáng ấy, nguyên liệu khoáng D7. Còn nếu mà anh em trên cái quái mà Never trên 40 thì nó là D6, thì nó sẽ ra được cái khoáng của cái nguyên liệu D6. Ở thì ở đây mình đang trên ở quái D7, tranh thủ cái X10. Thì ở đây là mình đã kiếm được những cái như thế này này. Anh em để ý không ạ? Đây là những cái nguyên liệu để anh em tách ra những cái viên đá đá khoáng đấy. Đấy, anh em thấy Never 7 không? Thì để anh em tách được như thế nào, anh em sẽ ấn vào cho mình cái biểu tượng ba gạch. Sau đó anh em sẽ chọn cho mình Crash. Và anh em sẽ chọn cho mình DK. Sau đó anh em bỏ những cái nguyên liệu mà anh em farm được ra. Đó, cái nguyên liệu anh em sẽ farm được. Thì anh em sẽ đổi được cái nguyên liệu đồ khoáng D7, anh em để ý không ạ? Đấy, anh em sẽ đổi được cái nguyên liệu khoáng D7. Cái này anh em sẽ mua ở đâu ạ? Cái này anh em sẽ mua cho mình ở tiệm tạp hóa NBC bán những cái trang sức ấy. Thì anh em sẽ đến đấy anh em mua giúp mình. Đấy, đây đây mình sẽ tách thử cho anh em nhé. DK này. Đó, thì là mình đã lấy được cái nguyên liệu khoáng. Cái này anh em có thể giao dịch được. Đấy, anh em cái này không giao dịch được vì nó không có hiển thị lên cái chợ giao thương, thì cái này anh em không giao dịch được. Thì anh em tích vào đây. Đấy, mình sẽ tích thật nhiều vào. Thì khi anh em có cái đủ cái nguyên liệu khoáng ấy thì bây giờ mình sẽ lấy ra nhá, lấy ra mình xem có viên đá nào mình ép được hay không. Đây thì những cái nguyên liệu khoáng này anh em phải ép buộc phải đi farm. Nó khác với bản PC. Bản PC thì anh em sẽ farm xác suất thì nó sẽ ra được cái hẳn cái viên đá như thế này luôn, thì anh em không cần phải ghép. Còn nếu mà anh em farm ra được những cái mảnh như thế này này thì ép buộc anh em phải nâng cấp lên. Ví dụ như mình muốn nâng cấp lên như thế này. Đấy, từ đây thì mình đã gom đủ thì là mình sẽ ép được cái viên đá như thế này, viên đá xanh như thế này. Còn ở đây mình muốn ép nó lên cái viên đá đây đi, viên đá này này. Đấy, viên đá này nhá. Thì ở đây là mình lại thiếu mất một cái viên xanh này đúng không ạ? Cái viên vàng này, mình thiếu mất một viên vàng này. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp cái viên vàng này lên
thì anh em phải kiếm, nhưng mà không có được, mình không có được rồi. Cái này nâng cấp lên D8 thì thôi, cái này nó tốn rất là tốn đấy nhá, nó rất là tốn gold, nên là anh em đừng có nâng cấp. Anh em có thì anh em bán shop luôn, bán là để lấy gold cũng được. Ở đây thì mình đang thiếu mất một cái đúng không, thiếu mất một cái thì mình sẽ sử dụng tính năng đi cây. Vậy tính năng đi cây, cái này thì anh em bỏ vào này thì nó sẽ bị mất cái này, rồi mình sẽ tách bớt ra tí, tách ra khoảng tầm 2 viên này, nó không cho tách à, nó không cho tách ra, không nhìn, không biết chỗ phần cái tách của nó ra như thế nào. Cái đây hiện tại mình thiếu mất rồi ấy, thì anh em sẽ đổ, ví dụ như là mình có cái viên đá này mình muốn ghép lên đấy, thì anh em bỏ vô click vào này, u sơ là ấy, thì ở đây mình thiếu mất một viên, sau đó anh em bấm craft thì nó sẽ được thành công, thì nó sẽ được cái viên đá xanh như thế này. Đấy là cái tính năng ép đá nhá. Thì tính năng này thì bắt đầu lên đồ D7 mà anh em kiếm được những cái món đồ sun hay là som ấy, thì anh em phải ép cái đá khảm vào rồi. Đấy là tính năng ép đá khảm thì mình đã review cho anh em. Nếu mà anh em đi auto anh em mới nhặt được cái đấy, thì anh em nhớ là phải để chữ tích vào cái author này thì nó mới nhặt được cái nguyên liệu đấy nhá. Anh em nhớ nhá. Đi trên là anh em phải nhặt cái nguyên liệu đấy, anh em tích vào đấy. Đấy là cái vấn đề mà ép đá. Còn cái tính năng pet, một cái tính năng mà nhiều anh em không biết là kiếm cái này ở đâu, vì ở đây nó không bán ở trên shop. Cái này này, cái này gọi là Furia Pet Elixir, mẹ tiếng Anh nó khó đọc, nên là mình sẽ cất bớt cái này vào để mình để lên nhiều nhiều một chút. Rồi như cái này nhá, cái này anh em không ấy được, anh em có thể bán shop được rất là nhiều gold đấy, rất là nhiều gold. Đây, hiện tại thì mình đang có là 64 cái này để anh em tẩy vét, tẩy vét nhá. Thì ở đây mình đang có 2 con vét cam. Đấy, 2 con vét cam này. 2 con vét cam này, vét này thì mình nên, anh em nên xài 2 con vét này, anh em nuôi một con thôi cho đỡ tốn. Ví dụ như là nuôi con này là con trị thương này, con này thì là con phòng thủ đây. Thì ở đây nhá, anh em để ý, anh em ấn vào cái giao diện vét ở đây này, giao diện vét ở đây này. Đó, thì nó xuất hiện lên cái bảng bét của anh em đúng không ạ? Thì cái phần đi com phu, đi com for này. Đấy, anh em có dư những cái con bét mà anh em không xài đến, anh em sẽ kích nó vào đây. Thì anh em sẽ đổi được cái đá tẩy. Đấy, anh em ấn đi com for, anh em sẽ đổi được đá tẩy này, 30 cái đá tẩy. Thì khi mà anh em có đá tẩy rồi, anh em sẽ bắt đầu lâng, anh em tẩy con bét thì nó sẽ lên được cái, cho các bé của anh em nó khỏe hơn, và nó sẽ cộng vào bản thân anh em nữa, bản thân nhân vật mình nữa. Thì anh em sẽ ấn vào phần ground, anh em chọn Aguaken. Thì ở đây là mình đang đã tẩy mắc đến rồi, bây giờ ép buộc là mình phải có hẳn một con thú như thế này thì mình mới nâng cấp được nó lên, em hiểu không ạ? Thì cái con này của nó tẩy ra là con này là chơi nghiêng về in, nếu mà các ông nào mà chơi in ấy thì con này nghiêng về in, còn nếu con bé này nó nghiêng về in nhá. Còn nếu anh em chơi ấy, anh em chơi chơi con báo đốm này này, con báo đốm này hay còn gọi là con gấu, thì con này nó sẽ nghiêng về 2 cái đam, thứ nhất là đây này, nên là nếu mà sau này mình muốn lựa chọn là mình sẽ lựa chọn con gấu, mình sẽ lựa chọn con gấu đấy anh em ạ. Và mình sẽ tắt đi mở lại, tắt đi mình mở lại nhá, bé này. Chứ tỏ nó lỗi rồi, nó lỗi rồi, nó lỗi bét luôn rồi. Nó lỗi bét luôn rồi. Đấy, cái này của mình nó bị lỗi luôn, mở nhiều quá nó bị lỗi cái này luôn này. Đó. Thì anh em tẩy cái bét, sau đó khi mà anh em tẩy xong á thì nó mắc, thì anh em ép buộc anh em phải kiếm thêm 20 cái mảnh của con bét đấy nữa. Sau đó anh em ghép thành một con, sau đó anh em lại nâng cấp nó lên. Nó sẽ cộng vào cái thuộc tính nhân vật của anh em á, nó sẽ cộng trực tiếp vào thuộc tính nhân vật khi mà anh em nâng cấp và tẩy bét. Đấy. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà bên bên phía game này nó mới chỉnh sửa lại cái XP. Bây giờ anh em trên nó rất là lâu. Đấy, trên bây giờ nó rất là lâu luôn, XP bắt đầu nó tăng lên hay sao ấy. Cảm giác trên bây giờ nó rất là đuối nhá. Trên bây giờ là lên rất là đuối. Nên là anh em cố gắng, nếu mà anh em sử dụng đến cái tính năng mà kích điểm mình làm những cái ở cái clip trước thì nó sẽ không được cái điểm FP.
Còn nếu mà anh em đi farm như thế này thì anh em sẽ được điểm FP này. Còn nếu mà mình đi đánh như kiểu kia mình chỉ được 100 FP thôi. Còn nếu mà mình đánh không kích điểm như này thì mình sẽ được FP. Và ngoài ra mình sẽ kiếm được đồ, trang bị và cái khoáng như mình đã nói từ đầu clip đấy. Thì cái này nên là mình xác định cái cấp, thì mình không muốn đua top cấp nhanh ấy, thì anh em cứ cày theo kiểu như thế này. Anh em farm đúng quái cấp độ ấy thì để thứ nhất anh em kiếm đồ là một, thứ hai nữa là anh em kiếm khoáng là hai. Đấy, quan trọng là như vậy. Và có quan trọng thứ ba nữa này để anh em cày điểm FP. Anh em hiểu hiểu chưa? Còn cái vấn đề ép lasun, thì anh em nên đầu tư ép lasun. Lasun nó rất là khỏe. Cái giai đoạn này bắt đầu là lasun ấy nó khá là khỏe rồi. Ở đây thì mình đã bị lag cái này lasun này, thì cái giai đoạn này bắt đầu là lasun nó khá khỏe nhá, nên là anh em cố gắng đầu tư lasun. Thì lên level 64 thì mình sẽ bắt đầu mình đổi sang bao ấy, mình sẽ đổi sang bao mình trên. Thì hiện tại đây là mình đã sắm, mình đã có hai cái lasun của cung rồi. Đấy, thì mình sẽ ép buộc là mình sẽ phải lên 64, mình sẽ chơi sân cung. Nếu mà anh em nào mà kinh tế hạn hẹp thì chúng ta có thể là đầu tư lasun level 45 thôi. Và không biết là sau này nó có mở lasun 65 hay không thì mình không biết nhé. Còn hiện tại bây giờ là chỉ có lasun 45 và 25. Thì nếu mà nó mở lasun 65 đấy, kinh tế mà anh em yếu không đủ lực để anh em chơi được cái lasun 65 thì khuyến cáo anh em nên chơi lasun 45 cũng được. Quan trọng là anh em đầu tư đồ và đầu tư đá khảm, và nhớ là đi tích lũy vào. Ví dụ như là anh em có thể mặc đồ pha tạp chứ không cần thiết anh em phải mặc full đồ D8 hay D9. Có thể anh em mặc đồ D7 cũng được, nhưng mà quan trọng là cái đá khảm anh em khảm vào nó ok ngon nhất thì anh em mặc vẫn được. Phối đồ anh em có thể phối đồ D8, D6, D7, D9 vào cũng được, không nhất thiết là anh em phải mặc full D8 các thứ đâu anh em nhé. Quan trọng là chúng ta sẽ đi farm được kiếm được đồ hay không. Đồ sun nó rất là khó. Đấy là mình đã review xong cho anh em những cái tính năng ở giai đoạn 2. Anh em đợi mình lên 60 thì tôi sẽ tiếp tục review cho anh em những cái tính năng mà anh em sẽ bắt buộc phải nâng cấp ở cái giai đoạn 3. Xem là chúng ta sẽ phải cần nâng cấp những cái gì. Anh em thấy video này bổ ích, ấn cho tôi xin nút like và đăng ký kênh. Anh em nhớ đừng quên vào nhóm group Zalo của game SinRao Game Mobile dưới phần mô tả của video này nhé. Ok, bye anh em nhé.